Chào các bác, đây là một cái vỏ đồng hồ của khách này, nó rất là bẩn, đúng không? Rất là bẩn này. Đó. Đó, thì em sẽ vệ sinh giúp khách này, đem xì xì này. Cả dây như thế. Đó. Rất bẩn nhỉ. Cả trên mặt kính các bác thấy nhỉ. Em sẽ vệ sinh lại giúp khách và cái cách này rất đơn giản thôi. Em chia sẻ trong cái video này. Đầu tiên mình sẽ ngâm vào nước. Ngâm vào nước các bác nhé, để ngâm vào nước nước bình thường thôi mà. Đấy, chẳng có cái gì cả. À, sau đó mình cầm cái bàn chải, cái chổi bàn chải răng ấy. Đấy, sau đó là em sẽ mang ra cầu nước. Đó. Và các bác nên dùng thêm cả cái ấy nhá, cái nước rửa kính nhá, nước rửa kính clear ấy các bác. Đấy, các bác xịt vào thì các bác rửa nhá, kể cả dây da các bác cũng có thể làm được, làm bằng 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 phương pháp đó nhá. Cái này mình ngâm một lúc thôi mà các bác, ngâm một lúc cho nó sạch đi. Đó. Các bác xịt cái clear về này. Đấy, cái clear vào. Đó, sau đó là lấy bàn chải đánh đi này, kể cả cái dây da các bác clear, nhưng mà dây da thì các bác đừng nhúng vào nước nhé. Các bác chỉ xịt vào thôi, sau đó các bác lau ngay đấy nhá, xịt bằng clear cái nước rửa kính. Đó, rồi các bác cũng đánh như này và lau ngay nhé, chứ không được nhúng như này đâu. Đây là dây kim loại thì em mới nhúng này thôi, còn dây da thì các bác đừng nhúng như này nhé. Đó, và mình cứ đánh như này thôi, đánh như này. Đấy, thì đặc biệt cái dây da các bác biết là nhiều người bị mùi đúng không, mùi hôi ấy. Đấy, thì các bác làm y như này kia. Cái này em đang thử nước cho khách thì tiện em vệ sinh cho khách thôi. Đó, chứ không có cái gì cả. Đó, thì các bác cũng làm tương tự như này, đặc biệt là dùng cái nước clear là cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy, đánh giày thể thao ấy các bác cũng dùng cái nước clear, em có video đấy chia sẻ đấy. Các bác cần xịt vào cái này, các bác lau ngay, sau đó các bác phơi nắng tầm khoảng vài phút, trời nắng to ấy. À, các bác một phơi ấy, thì nó trắng bốp ngay lập tức. Cái bí quyết mà cái thợ đánh giày họ hay làm. Đó. Em chia sẻ, em không giấu cái gì cả đâu nhé. Rất là dễ đây mà các bác, nhưng mà nhiều người không nghĩ ra và không biết làm đâu, không biết vệ sinh đâu. Đó. 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 Đây là em mới đánh qua nước trắng đây các bác nhé, nước trắng thôi chứ chưa này, cậy bay hết này các bác, cậy nó bay hết, không có một cái gì khó khăn cả. Đó. Bây giờ mình sẽ đổ nước này đi. Đây các bác nhìn thấy đen thì xì này. Đó. Đấy, nước trắng đây các bác. Nó đen xì xì này. Đổ đi. Nó mình cho cái nước trắng khác vào mình đánh một lần nữa. Đó, rồi nước clear thì càng tốt. Đó. Đánh đi. Đó. Tí là trắng bốp ngay thôi mà, rất là dễ. Dây da thì các bác nên thi thoảng các bác vệ sinh giúp em. Dây da. À, và nhớ là xịt vào cái mình lau ngay để cho khỏi ngấm vào cái da, nó không ngấm vào da. Còn dây kim loại thì các bác nhúng thoải mái nhá. Đó, thế là sạch rồi các bác. Đó, bẩn này, thấy không? Bẩn đó, bẩn nó ra hết, ra hết bẩn này. Đó, đó và sáng trắng bốp này. Đấy, các bác thấy trắng bốp này, đúng không? Đó, không còn bẩn nữa, đúng không? Đây, em đang ở trong nhà tối nên là nó không được nét lắm. Đó. Đó, rồi em chào các bác nhé.